Giá cà phê có thể đạt kỷ lục mới trong năm 2024-2025. Cách đây gần 30 năm là năm 1994 và năm 1995 giá cà phê đạt kỷ lục chưa từng có. Mà rất nhiều bạn trẻ chưa biết cái giá của thời đó là 40.000 kg nhân. Nhưng ngày công chỉ có 15.000, tôi đã từng chứng kiến người dân Đắk Lắk giàu có nhà nhà mua xe máy Honda Dream Thái 40 triệu. Có nhà bị mất cắp cũng không thèm báo công an mà hôm sau đi mua cái mới. Thời khắc đó có thể lặp lại sau 30 năm, vào năm 2024 và năm 2025 để lặp lại thời khắc đó, thì giá cà phê phải tăng tới 600.000 đồng 1 kg, thì mới tương xứng với 40.000 của thời đó. Đến lúc này thì người dân Tây Nguyên nhà nhà mua ô tô và mất ô tô cũng không cần báo công an mà đi mua cái mới. Chúng ta hãy vui lên và chờ thời khắc đó quay lại.